Vâng, xin kính chào toàn thể quý bà con cô bác đang xem kênh Thủy sản 365. Tôi là Vĩnh Thủy sản 365. Hôm nay xin phép được trình bày với bà con một số cái nguyên tắc sử dụng thuốc và hóa chất trong chăn nuôi thủy sản. Như bà con đã biết thì trong quá trình chăn nuôi thủy sản thì chúng ta phải thường xuyên sử dụng các cái thuốc cũng như là hóa chất trong chăn nuôi nhằm duy trì sức khỏe của đàn cá cũng như là chữa bệnh trong trường hợp mà cá của chúng ta bị bệnh hoặc là ao nuôi của chúng ta gặp sự cố, gặp vấn đề về chất lượng nước, chúng ta vẫn phải sử dụng các cái hóa chất. Thì làm thế nào để chúng ta sử dụng thuốc đúng và hóa chất đúng thì hôm nay tôi sẽ trình bày cho bà con một số cái nguyên tắc như sau để bà con có thể nắm được và có thể sử dụng trong quá trình chăn nuôi của trang trại nhà mình. Về cái nguyên tắc sử dụng thuốc và hóa chất trong thủy sản thì do điều kiện của chúng ta là những cái nguồn nuôi cá nuôi tôm rất là khác nhau, đồng thời cái cơ cấu loài trên từng cái ao nuôi của chúng ta rất là khác nhau về cái hệ thống hình thức nuôi, khác nhau về thiết bị lắp đặt trên ao nuôi của chúng ta này, khác nhau về chất lượng nước và địa điểm chăn nuôi của chúng ta. Đấy, có người thì nuôi ở nước sạch, có người thì có cái nguồn nước cấp vào ao nước nó không được sạch. Đấy. Do đó thì cái phương pháp mà chúng ta sử dụng thuốc cũng như là hóa chất trong quá trình nuôi sẽ có điều khác nhau. Nhưng mà nhìn chung thì xử lý hóa chất và thuốc cũng phải tuân thủ theo các cái nguyên tắc như sau. Đấy. Thứ nhất, đấy là phải chẩn đoán đúng cái nguyên nhân gây bệnh trước khi chúng ta đưa cái thuốc hay hóa chất xuống để đánh. Tức là chúng ta phải xác định cái con cá, con tôm của nhà mình đang bị bệnh gì thì chúng ta chọn một cái loại thuốc chuyên về cái dòng bệnh đấy để xử lý. Hoặc là cái ao nuôi của chúng ta đang gặp vấn đề gì về cái chất lượng nước thì chúng ta phải có từng cái hóa chất thích hợp cho từng cái vấn đề của ao nuôi, chứ không phải là chúng ta dùng cái hóa chất này để làm cho ao nuôi trong khi nó không có tác dụng đối với cái vấn đề đấy. Thứ hai, trong quá trình sử dụng thuốc chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên cái bao bì sản phẩm. Và đấy, nếu chưa rõ cách sử dụng từng loại hóa chất thì có thể hỏi những cái người có chuyên môn như các kỹ sư thủy sản hay các cái nhân viên tư vấn của các đơn vị, các cái công ty cung cấp cho bà con. Đấy, chúng ta phải hỏi rõ cái hướng dẫn sử dụng, vì là mỗi loại thuốc của một đơn vị, mỗi đơn vị khác nhau sẽ có cái cách sử dụng khác nhau, nên bà con phải hết sức chú ý về cái liều lượng cũng như là cách để đánh. Đấy. Tiếp theo, thứ ba, đấy là chúng ta phải lưu ý về các cái quy định sử dụng thuốc của nhà nước. Đấy. Ví dụ như xem cái thuốc đấy có nằm trong danh mục cấm của trong cái lĩnh vực thủy sản hay không. Đấy. Tiếp theo là chúng ta phải sử dụng đúng liều, đúng phương pháp. Đấy. Đúng liều, đúng phương pháp là như thế nào? Chúng ta thuốc thì sẽ có rất là nhiều loại và mỗi loại sẽ có một cách sử dụng riêng, như là chúng ta xử lý nước này bằng cách ngâm này, hoặc là xử lý trộn cho cá ăn thì chúng ta có cách là xử lý nước này, ngâm, tắm, tiêm hoặc trộn hoặc vân vân. Thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái phương pháp xử lý như thế nào cho nó đúng thì chúng ta sẽ sử dụng. Tiếp theo là chúng ta nếu mà sử dụng thuốc lần đầu tiên nên chúng ta sẽ sử dụng cho một cái đơn vị diện tích nhỏ. Và nếu như bà con cảm giác là ok thì mình sẽ sử dụng toàn bộ cái ao của nhà mình để nhằm tránh cái hiện tượng thứ nhất là quá liều, thứ hai là cái hóa chất đấy không phù hợp với cái ao nuôi đấy. Cái thứ sáu là chúng ta phải tính toán đúng thời gian ngưng thuốc và hóa chất. Đấy, thì mỗi cái hóa chất và mỗi cái thuốc sẽ có cái liều dùng, sẽ có một cái lộ trình dùng như thế nào thì theo quy định của nhà sản xuất thì bà con nên lưu ý. Tiếp theo đấy là hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh để phòng bệnh. Vì đa số thời gian hiện tại thì tôi cũng đang đi nhiều cái farm, nhiều trang trại, thì bà con đang sử dụng cái vấn đề là lấy cái kháng sinh và cho ăn một cái liều nhẹ để nhằm phòng bệnh cho các cái động vật nuôi của chúng ta. Thì cái này tôi cũng đề nghị bà con là chúng ta nên hạn chế vấn đề này. Vì nếu mà bà con đã sử dụng như thế này thì sau này lúc vật nuôi của bà con mà bị bệnh thì rất khó điều trị, vì đã vật nuôi sẽ có hiện tượng là bị nhờn thuốc. Đấy. Tiếp theo, trong quá trình mà bà con sử dụng
cái kháng sinh và hóa chất thì bà con nên ghi chép đầy đủ và chính xác các thông tin cũng như cái liều dùng của mình như thế nào vào một cái cuốn sổ tay hoặc là ghi ở đâu đấy để bà con ghi nhớ. Trong trường hợp mà ao của bà con có sự cố thì lúc nhân viên kỹ thuật cũng như là nhân viên tư vấn người ta đến, người ta kiểm tra lại thì người ta sẽ biết được cái phác đồ bà con điều trị có vấn đề gì, người ta sẽ tư vấn cho bà con chính xác hơn. Đấy. Tiếp theo, đây là nên ý thức về an toàn sức khỏe, tác hại của các cái hóa chất này đối với môi trường và sức khỏe của người dùng hóa chất. Đấy, thì trong quá trình mà các bác sử dụng thuốc hóa chất thì các bác nên sử dụng các cái phòng hộ cho bản thân, ví dụ như khẩu trang, găng tay. Đấy. Và cũng nên để ý một số hóa chất nó có ảnh hưởng đến môi trường nuôi và tồn dư sẽ thời gian dài trong ao nuôi, nên bà con phải cũng phải cân nhắc trước khi sử dụng. Tiếp theo là chúng ta phải điểm cuối cùng đấy, là chúng ta phải xem xét hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng các cái hóa chất này. Ví dụ có rất nhiều loại hóa chất nhưng chúng ta sẽ đánh giá xem cái hóa chất nào và cái thuốc nào mang lại hiệu quả tối đa và cái giá thành nó hợp lý nhất. Thì trên đây tôi đã trình bày qua một số cái nguyên tắc sử dụng thuốc và kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Nên bà con có cái thắc mắc nào hoặc là cần điều trị hay tư vấn một cái bệnh gì có thể liên hệ về số hotline trên màn hình. Chúng tôi sẽ gọi điện và tư vấn cho bà con. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Một like và một share của bà con sẽ giúp cho chúng tôi có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo. Và bà con muốn chúng tôi tư vấn thêm cái lĩnh vực nào có thể để lại phần bình luận. Chúng tôi sẽ làm những cái video về những cái chuyên đề mà bà con yêu cầu. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo. Kính chúc bà con có một cái vụ mùa bội thu. Tôi là Vĩnh Thủy Sản 365. Xin chào và hẹn gặp lại.